Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, 18 tháng 12 năm 2014. Chương trình phát hình của bản tin Quan Trình Đốn gồm có phần tin đáng chú ý, phần phóng sự về lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin ở Sydney. Và sau cùng là phần phỏng vấn đặc biệt với bà Jackie Bong về tệ nạn buôn người. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Hoa Kỳ và Cuba mưu tìm bình thường hóa quan hệ sau cuộc phóng thích ông Cross. Chương trình bảo hiểm khủng bố được ấn định mãn hạn sau khi dự luật bị ngăn chặn ở Thượng viện. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Hoa Kỳ và Cuba mưu tìm bình thường hóa quan hệ sau cuộc phóng thích ông Cross. Hôm thứ Tư, Tổng thống Barack Obama loan báo sự chuyển hướng chính sách hải ngoại trong mối quan hệ của Hoa Kỳ với Cuba, ban hành một loạt pháp lệnh, kể cả việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, có nghĩa là chấm dứt điều mà ông gọi là sự tiếp cận lỗi thời đối với chế độ Castro. Trong bài diễn văn tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama nói rằng đây là sự thay đổi có ý nghĩa nhất về chính sách trong hơn 50 năm qua để bắt đầu bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Các nguồn tin cho biết ông Obama dự định kêu gọi Quốc hội bãi bỏ cấm vận lâu đời đối với Cuba. Lãnh tụ Cộng hòa Mitch McConnell ở Thượng viện chỉ trích kế hoạch của chính phủ để thay đổi mối quan hệ hiện tại với Cuba. Ông này cho biết ông chuyển vấn đề này tới Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, người Mỹ gốc Cuba và là một nhà chuyên môn về những vấn đề Mỹ-Cuba. Ông Rubio từng nói, sự tiếp cận của chính phủ Mỹ sẽ giúp cho chính phủ Castro, trong khi chỉ làm rất ít cho nhân quyền và dân chủ tại Cuba. Các viên chức chính phủ cao cấp nói rằng ông Obama đã nói chuyện với lãnh tụ Raúl Castro của Cuba trong hơn 45 phút hôm thứ Ba, là cuộc thảo luận cấp tổng thống đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1961. Ông Obama còn dự định ban hành một số pháp lệnh, kể cả việc nới rộng du lịch và mối quan hệ kinh tế với đảo quốc Cộng sản. Ông Obama đã chính thức chỉ thị cho Bộ Ngoại giao mở ra cuộc đàm phán với Cuba để tái thiết lập quan hệ ngoại giao vốn đã bị cắt đứt vào năm 1961. Loan báo đó được đưa ra sau khi ông Alan Cross được phóng thích như là một phần của thỏa thuận bao gồm việc trả tự do cho ba người Cuba bị giam ở Hoa Kỳ. Ông Cross đã đặt chân xuống Hoa Kỳ không bao lâu trước lúc giữa trưa hôm thứ Tư sau 5 năm bị giam ở Cuba. Ông Obama tạo kỷ lục trong việc dùng thông tư tổng thống để thi hành chính sách. Tổng thống Barack Obama dùng một hình thức duy nhất của hành động theo quyền hành pháp, được biết là thông tư của tổng thống, với một mức độ lịch sử, vốn là một chiến thuật cho phép ông công bố rằng ông không dùng quá mức các pháp lệnh, trong khi vẫn theo đuổi những thay đổi chính sách cấp cao mà không cần sự can dự của Quốc hội. Cuộc duyệt lại của báo USA Today được phát hành hôm thứ Tư cho thấy ông Obama đã ban hành nhiều thông tư hơn bất cứ vị tổng thống Hoa Kỳ nào khác trong lịch sử. Ông đã ban hành 198 thông tư từ Tòa Bạch Ốc. Theo báo USA Today, khi thông tư và pháp lệnh được tổng hợp lại với nhau, ông Obama ở vào mức độ ban hành các hành động theo quyền hành pháp nhiều hơn bất cứ vị tổng thống nào kể từ thời ông Harry Truman. Hành động gây tranh cãi nhiều nhất của ông Obama là việc cải tổ hệ thống di trú, bao gồm quy chế hợp pháp tạm thời cho tới 5 triệu di dân bất hợp pháp. Vẫn theo báo USA Today, ông Obama đã dùng thông tư để thực hiện một số hành động khác, kể cả việc chỉ thị cho Bộ Lao động thu thập dữ liệu lương bổng của những nhà hợp đồng liên bang để xem họ trả lương cho phụ nữ và người thiểu số ra sao, và chỉ thị cho các cơ quan thi hành luật pháp truy tìm vũ khí vốn là một phần của cuộc điều tra liên bang. Trưởng cơ quan viện trợ quốc tế của Hoa Kỳ từ chức. Vị trưởng cơ quan phát triển toàn cầu của nước Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng ông sẽ từ chức vào tháng 2, theo sau một loan báo của chính phủ cho rằng họ sẽ bắt đầu thảo luận về việc tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba. Ông Rajiv Shah, quản trị viên Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, không đưa ra lý do công khai cho việc rời khỏi cơ quan mà ông đã lãnh đạo kể từ năm 2000. Trong văn bản được công bố hôm thứ Tư, ông nói rằng ông có những cảm xúc lẫn lộn, nhưng ông không cho biết chi tiết. Loan báo của ông Shah được đưa ra chỉ vài giờ trước khi các viên chức Mỹ xác nhận rằng nhân viên hợp đồng của cơ quan USAID là ông Alan Cross được trả tự do từ nhà tù Cuba. Ông ta bị bắt vào tháng 12 năm 2009. Và sau đó đã bị kết án 15 năm tù vì cáo buộc của nhà cầm quyền Cuba cho rằng ông ta có nhập lậu kỹ thuật bất hợp pháp vào nước này. Cơ quan USAID dưới quyền chỉ huy của ông Shah đã thu hút sự chỉ trích nặng nề từ một số nhà lập pháp Hoa Kỳ và chính phủ Cuba vì những chương trình về Cuba của cơ quan. Một cuộc điều tra được công bố trong năm nay cho biết cơ quan này với sự trợ giúp của một nhà hợp đồng có căn cứ tại Hoa Tình Đốn đã tạo ra dịch vụ giống như Twitter, thiết lập một cơ sở y tế để tuyển mộ các nhà hoạt động và xâm nhập vào đảo quốc này.
chương trình bảo hiểm khủng bố được ấn định mãn hạn sau khi dự luật bị ngăn chặn ở Thượng viện. Một dự luật gia hạn chương trình trợ giúp các công ty bảo hiểm trang trải cho những người Hoa Kỳ trong biến cố khủng bố tấn công đã bị ngăn chặn tối thứ Ba trong những giờ chót của phiên họp ở Thượng viện. Luật Terrorism Risk Insurance Act đáng lẽ được đưa ra thảo luận với một số người cổ võ từng khuyến cáo về những hậu quả khốc liệt nếu Quốc hội không hành động. Những người khác tranh cãi rằng thị trường tự do sẽ can thiệp và đảm đương mọi vấn đề. Với việc Thượng viện không hành động, dự luật này giờ đây sẽ mãn hạn vào ngày 31 tháng 12 và chỉ có thể được gia hạn sau khi Quốc hội khóa thứ 114 tuyên thệ vào năm tới. Dự luật đó đã được Hạ viện thông qua hồi tuần trước với tỷ số 417-7 phiếu. Chương trình này được ban hành hồi năm 2002 sau vụ tấn công ngày 9 tháng 11, đưa tới thị trường tư nhân cho bảo hiểm về khủng bố tới chỗ suy sụp. Dự luật này được xem là quan trọng cho các lĩnh vực kinh tế như xây dựng, địa ốc, các liên đoàn thể thao lớn vốn lo ngại chi phí bảo hiểm làm tê liệt nếu chương trình này mãn hạn và lệ phí tăng vọt, hay thị trường bảo hiểm về khủng bố sẽ suy sụp cùng với nhau. Theo luật, chính phủ trang trải 85% sự mất mát sau 100 triệu Mỹ kim thiệt hại đầu tiên do khủng bố tấn công. Nhưng chính phủ chưa bao giờ trả tiền theo luật này và bảo hiểm về khủng bố ít tốn kém, nhưng những cơ sở thay thế trong lĩnh vực tư được hy vọng sống còn đã không diễn ra. Dự luật này bị ngăn chặn sau khi thượng nghị sĩ Tom Corbett muốn cộng thêm vào dự luật điều khoản cho phép các tiểu bang chọn đứng ngoài hệ thống cấp giấy phép đa tiểu bang. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự về lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin ở Sydney. Xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Để bày tỏ lòng thương tiếc đến hai nạn nhân đã tử nạn trong vụ bắt giữ con tin tại khu vực Martin Place trong thành phố Sydney, đại diện ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales đã đến đặt vòng hoa tại khu vực này vào ngày 17 tháng 12 năm 2014. Chúng tôi Hà Cao Thắng, đại diện cho cộng đồng người Việt tự do New South Wales tại tiểu bang New South Wales. Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh Tory và cô Katrina trong cái sự đáng tiếc đã xảy ra tại Martin Place. Hôm nay cái phái đoàn chúng tôi cùng với mấy người đại diện cho ban chấp hành cộng đồng cũng như một số quý đồng hương đã tới đây để đặt một cái vòng bông để tưởng niệm cũng giống như là tri ân tới những người và gia đình đó. Mong rằng linh thiêng của anh Tory và cô Katrina về được nơi an lành. Là những cái người Việt mà gốc Úc á, thì chúng tôi rất là chia sẻ những cái nỗi mất mát to lớn, bởi vì có lẽ là cái ám ảnh của cái sự khủng bố đó là cái điều mà nhân loại đều kinh hãi. Nhưng mà rất tiếc lần này nó xảy ra Sydney mà lại xảy ra ngay ở trong trung tâm thành phố. Thành ra cũng đi cùng với lại cộng đồng người Việt tự do ở đây, chúng tôi cũng bày tỏ cái sự thương tiếc đặc biệt đối với hai nạn nhân là cô Katrina Dawson, là một cô trạng sư rất trẻ. Và hình như là làm trong một cái law firm, chúng tôi biết là có một vài luật gia trẻ Việt Nam cũng làm ở đó nữa, là ông chồng của cô ta là Paul Smith, có ba đứa con, và đồng thời nữa là Tory Johnson là cũng 34 tuổi, là một nạn nhân khác, cũng là một là người là quản lý của quán cà phê Lentil. Người ta xin cảm ơn quý đài đã cho chúng tôi cái cơ hội này được bày tỏ sự thương tiếc sâu xa của cộng đồng Việt Nam đối với lại các nạn nhân. This is a sad day. We are here to share the pain and the grief to the families, to the Johnson and the Dawson's family. May peace be around us always. Nhân cái mùa lễ Giáng sinh sắp đến mà chuyện như thế này đến với chúng ta thì rất là buồn. Xin chia sẻ cùng toàn thể. We're here today. We heard the news that the event that took place at Martin Place. We're here to share our hope with the family who have lost a loved one in this Lint Cafe. We also want to let people know that it is it's a very sad time. We want to be here today just to share the loss with the people, but also to let people know that do not let fear come into our heart and mind. Because at the end of the day, we are in Australia, a country of multicultural, a country where we accept acceptance. But also the fact is that we want to let people know that there is so much social cohesion within Australia, and that we all should live together as one, and we should not let a single incident like this affect our way of thinking and our way of life, because we are lucky to be in a very lucky country, in a country where we accept freedom, democracy, and everyone has a right to
to be able to speak their mind. And this event, I said again, I hope that people do not let much hate into the heart and mind, and let's put some time aside and pray for the people who have lost their life in Martin Place today. Thank you very much. Hoài Phương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin qua tình đốn xin tạm ngừng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sân bay Live. Always Live, Always On. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại. Nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và bánh họp mặt gia đình. Nhân dịp mùa lễ, Kim Phụng Bakery có nhận đặt bánh kem mừng Giáng sinh, Bush the Noel, được sản xuất tại chỗ và trang trí đẹp mắt. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại số 703-534-4525, 703-534-4525. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình văn nghệ Dạ Vũ Ghi Quỹ Hát cho Người Yêu Nước do Ủy ban Yểm trợ Dân chủ Quốc nội tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 20 tháng 12 2014 tại St. Cat Heart Catholic Church 7809 46 Way North, Pinellas Park, Florida 33781. Mọi chi tiết xin liên lạc Trần Công Thức 727-403-4080 hay Minh Khang 727-201-7615. Thông báo kính mời quý cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bớt chút thời giờ đến dự buổi sinh hoạt đặc biệt lúc 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 12, 2014 tại Thư viện Á Châu, 1339 Baker Street, Charlotte, NC 28204. Sau giờ sinh hoạt của Hội Người Việt Cao Niên, chúng ta sẽ bàn về Hội cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Charlotte và vùng phụ cận. Mọi liên lạc xin gọi Chiến Hữu Trần Văn Hưởng 704-788-1499 hoặc Chiến Hữu Bùi Văn Bằng 704-287-5301. Trân trọng kính mời. Tại sao mà cổ chân của tôi lúc nào cũng bị sưng lên? Có phải là do giãn tĩnh mạch sau khi phụ nữ sinh con? Và tại sao tôi bị chuột rút làm tôi thức dậy trong lúc đang ngủ nửa đêm? Tôi thường nhận được nhiều người gọi về câu hỏi này. Bạn có thể bị giãn tĩnh mạch, các triệu chứng ở chân, bạn cũng nên gọi trung tâm phục hồi tĩnh mạch. Hãy gọi ngay cho chúng tôi, toán phục vụ bệnh nhân sẽ giúp bạn có được một chuẩn bệnh miễn phí tại các trung tâm gần nơi bạn cư ngụ. Gọi ngay bây giờ, bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với các y sĩ hiểu biết về triệu chứng, sẽ trả lời câu hỏi, giải thích các phương cách điều trị và bàn về cách dùng bảo hiểm với bạn. Đồng thời, chúng tôi có các bác sĩ Việt Nam sẽ trực tiếp trao đổi với quý vị bằng tiếng Việt. Xin hãy gọi ngay 1-855-401-8346. 1-855-401-8346. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua tình đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt với bà Jackie Bong về nạn buôn người. Chào quý vị. Đây là chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc và Thanh Trúc mời quý vị tái ngộ cùng với một khuôn mặt quen thuộc, đó là bà Jackie Bong Wright. Thanh Trúc xin chào cô Jackie. Dạ, xin chào Thanh Trúc và xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì cô Jackie Bong đã vắng bóng ở vùng Washington DC này, và theo như Thanh Trúc biết là cô cùng với phu quân đi qua bên Lào, bên Vientiane, bởi vì ông được mời qua đó để giữ một cái vai trò cố vấn ở trong tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Vientiane. Thưa cô, có đúng như vậy không ạ? Dạ, thưa phải. Chúng tôi đi từ 2012 đến 2014, tức là 2 năm. Dạ vâng. Ngoài cái công việc của cô mà ở vùng Washington DC này là hoạt động trong cử tri đoàn, rồi những cái hoạt động về xã hội, thì có một cái điểm nổi bật là cô Jackie Bong Wright cũng là một nhà hoạt động để mà chống lại cái tệ nạn buôn người, và cô đã có những cái buổi hội thảo kể cả trong quốc hội hay là đi đến những cái tiểu bang gần gần ở đây,
trong các trường đại học chẳng hạn để nói về cái tệ nạn buôn người, nhưng mà cô đặc biệt chú trọng đến cái tệ nạn buôn người từ Việt Nam đi qua các nước có một cái đường biên giới gần với Việt Nam là Campuchia, Lào và Thái Lan. Thưa cô, như vậy thì Thanh Trúc chắc hẳn là trong thời gian mà cô ở Vientiane hay là cô đi các vùng phụ cận của nước Lào đó thì chắc hẳn là cũng không thể nào mà cô không để mắt đến cái tệ nạn buôn người mà nó có liên quan đến phụ nữ và các em gái nhỏ Việt Nam ở bên đó. Dạ, thưa Thanh Trúc, ở miền Đông Nam Á đó thì Thái Lan là một cái quốc gia mà có nhiều nạn buôn người nhất. Vì sau khi trận giặc Việt Nam, Thế chiến Việt Nam thì ở bên nhiều người đi qua bên Việt Nam mà để đánh giặc đó thì đi qua bên Thái Lan là cái chỗ mà để nghỉ ngơi. Và nhiều người, gia đình của những người đó cũng ở bên Thái Lan để gần Việt Nam. Cho nên rằng đó, Bangkok là một cái chỗ, nghĩa là nó có một cái trung tâm là kêu bằng Red Light. Thành ra cái tệ nạn buôn người hay là những cái ổ mà cho mấy phụ nữ mà làm tiền đối với những người ngoại quốc đó thì rất là đông. Là Thái Lan là điểm đương nhiên là có tệ nạn buôn người nhiều nhất, cho nên là bên Lào và bên Cao Miên, bên Việt Nam, mấy người phụ nữ chạy qua bên đó để làm tiền và để được gần gũi với mấy người ngoại quốc. Bên Lào cũng như thế, có rất nhiều phụ nữ cũng đi qua bên Thái Lan để làm tiền. Và nhiều người cũng bị bạc đãi, hay là nhiều người cũng bị hút thuốc. Nó hút những cái nghiện hút đó. Nghiện hút những amphetamine là cái thuốc bây giờ đã bành trướng nhiều nhất, rất là rẻ. Có một viên thuốc mà làm tệ hại cả đầu óc của những phụ nữ đó. Nhưng mà khi mà những cái người mà làm những cái factory, những cái chỗ mà để làm việc kêu gọi mấy cô phụ nữ tới đó để làm việc thì người ta cho cái thuốc đó, nó kêu bằng Yaba. Dạ, tiếng Thái gọi là Yaba. Methamphetamine đó, để mấy người nó uống rất rẻ mà làm cho đầu óc rối loạn. Thành ra dễ sai khiến. Dễ sai khiến cho mấy người đã làm. Thanh Trúc đang muốn nói về như cô đã trình bày ở Thái Lan thì cái tệ nạn đó, thưa quý vị, ai cũng thấy rồi, bởi vì đó có gọi là sex tour. Cho nên cái tệ nạn đó, nhưng mà ở Thái Lan đó thì rất là nhiều cô gái Việt Nam, họ là những người tự nguyện ra đi vì họ lớn tuổi, họ lớn rồi, họ tự lựa chọn con đường đó. Nhưng thưa quý vị và cũng như thưa cô Jackie, có những người mà bị đưa vào đường mại dâm mà không có cái sự lựa chọn, mà gần như là bị buôn bán, đó là các em gái nhỏ Việt Nam bị bán qua Lào và bị bán qua Campuchia. Thanh Trúc muốn nói về cái tệ nạn ở Campuchia thì như trong những cái bài tường trình của Thanh Trúc thì quý vị cũng biết rồi, nó quá là tệ hại đi. Và bây giờ vì cô đang ở bên Lào cho nên Thanh Trúc muốn nói Lào một đất nước hiền hòa, nhưng có lẽ cũng không tránh khỏi cái nạn là nhiều trẻ em nhỏ cũng bị. Bây giờ đó thì nó có hai cái giới. Một cái giới đó là những người mà bị buôn qua bên Thái Lan rồi trở về, và những cái người ở ngay ở bên Lào mà nghiện thuốc opium, thuốc phiện hay là nghiện thuốc Yaba. Thì những người này đó là bị nhà cầm quyền của bên Lào bắt vào trong một cái trại. Mai Phước là ông xã của tôi qua bên tòa đại sứ Mỹ ở bên Lào đó là nhận được một cái project chức vụ là để law enforcement với narcotics, là có dính líu về cái vấn đề mà gọi là law enforcement, tức là dùng luật pháp để luật mà pháp chống lại narcotics, ma túy. Thì tòa đại sứ Mỹ đó trong Bộ Ngoại giao có một cái số tiền để cho huấn luyện những người mà làm luật, như là những người police, những người customs, những người mà ở trong cái Ministry of Justice, Bộ Tư pháp, để cho những người đó, như ông judge, mấy người mà luật sư, để cho những người đó đó có bắt những cái người mà nghiện đó thì là phải đối xử như thế nào, và huấn luyện cho người ta chứ không phải bắt bỏ tù và đánh người ta tới chết. Thì trong chính quyền đó nó có một cái trung tâm kia bằng drug treatment and enforcement và rehabilitation, và cái chỗ đó đó là để bắt người ta vào trong đó để huấn luyện cho người ta để trở thành người tốt, và cho người ta không có hút thuốc hay là không bỏ nghiện thuốc, cai nghiện.
tới đó, đó thì là có 1.500 người, toàn là những người trẻ. Thưa, người Việt Nam hay là người Lào? Người Lào, có rất nhiều người Việt Nam. Như quý vị biết đó, ở bên Lào đó, nhiều người Việt Nam qua bên ở bên đó. Người ta qua từ hồi 1930, 1940, gia đình hết qua bên đó để ở Việt Nam có trận giặc thì chạy qua bên này để lánh nạn. Thì những người này đó ở Việt Nam đó, ở bên Lào nói tiếng Việt Nam, các con cái cũng ở bên trong nhà nói tiếng Việt Nam hết. Cho nên rằng có rất nhiều người đi làm ăn buôn bán, mà những người mà ở bên Lào mà làm mà giỏi nhất đó là những người Việt Nam. Có rất người rất là giàu, có những cái supermarket rồi làm những cái nghề mà tốt nhất ở bên Lào là người Việt Nam. Rất giàu, và có một số cũng rất nghèo, người ta qua bên người ta buôn bán ở ngoài chợ. Cho nên rằng có một số người Việt Nam cũng bị vô trong cái trại đó cai nghiện. Thì tôi đó qua bên Lào, tôi vào trong là một thành viên của Hội Phụ Nữ Quốc tế. Thì Hội Phụ Nữ Quốc tế đó mới có một cái chương trình để đi vào cái trại cai nghiện đó để chúng tôi giúp. Thì có chúng tôi là lối chừng 20 người phụ nữ quốc tế, có người Anh, người Đức, người Đại Hàn, người Nhật, người đủ thứ vào trong đó. Đó thì chúng tôi có những cái chương trình mỗi bữa thứ hai và thứ năm, chúng tôi vào trong đó có những cái chương trình để huấn luyện cho mấy phụ nữ. Chúng tôi vào trong đó thì thấy có một cái nhà mà để nấu ăn cho mấy cô đó. Thì mấy cô đó sống chung với chuột, với mèo, với chó, với gián, ăn chung hết. Vô trong cái nhà đó là chúng tôi không thể nào mà chúng tôi mà dạy người ta để làm bếp. Tức là cái điều kiện sinh sống nó rất là tồi tệ. Rất là tồi tệ. Nó như là một trại giam hay sao ạ? Dạ, cái đó là trại giam. Vào trong đó rồi phải khóa cửa lại, không có được đi ra ngoài. Và trong đó nó cũng bị đánh đập nữa. Nếu mà mấy người đó không có đàng hoàng thì cũng bị đánh đập. Cho nên rằng đó, Hội Phụ Nữ Quốc tế chúng tôi vào trong đó để huấn luyện. Thì nhà Tòa đại sứ Mỹ đang chuyển ra trong một cái tòa nhà đại sứ lớn hơn, đăng cấp. Cho nên là chúng tôi tới cho cái ông mà contract để cất cái tòa đại sứ mới đó. Chúng tôi mới nói bây giờ ông đang cất, xây cất, thì ông cho chúng tôi và cho chúng tôi vào trong cái trại giam đó sửa lại cái chỗ mà cho chúng tôi nấu ăn được và dạy mấy người. Có 100 phụ nữ, còn có 1.500 người ở trong trại giam, thì 1.400 là người thanh niên, 100 người phụ nữ, thì chúng tôi chỉ lo cho mấy người phụ nữ. Cho nên rằng chúng tôi sửa sang lại hết cái chỗ mà để chúng tôi có một cái nhà bếp đàng hoàng, và chúng tôi dạy làm bánh, dạy nấu ăn vào trong đó mỗi tuần. Và chúng tôi dạy thêm Anh văn, chúng tôi dạy thêm đan, chúng tôi dạy thêm mai giá. Thưa cô, Thanh Trúc xin phép được ngắt lời cô đây một chút, là những người phụ nữ mà cô nói đó đó, khoảng chừng 200 người đó đó, thì thưa cô là họ ở bên Lào là có một số rồi, nhưng mà trong đó cô có nói rõ là có một số ở bên Việt Nam qua. Họ có phải là nạn nhân buôn người không? Cái mà mình focus ở đây là nạn nhân buôn người. Cái đó là nạn nhân buôn người đó, là những người đó từ ở bên Thái Lan trở về, người Lào ở bên Thái Lan, qua bên Thái Lan để làm ăn và trở về. Và những người ở ngay bên Lào là những người cũng nạn buôn người, vì nhiều người đó người ta đi làm hãng xưởng thì người ta bị thuốc, bị những người mà trong cái xí nghiệp đó cho người ta uống thuốc để sai khiến người ta, thì người ta là cũng là nạn nhân buôn người. Tại người ta bị đánh đập, người ta bị buôn những về tình dục. Đó là những người nạn nhân buôn người. Thì những người đó đó hút nghiện quá mới bị bắt vào trong đó. Những người đó, phần đông những cái người mà vào trong cái trung tâm cai nghiện đó là nạn buôn người. Thì có một số 1/3 là người Việt Nam, còn 2/3 là người Lào ở trong cái trung tâm đó đó. Vâng. Thì chúng tôi vào trong đó để chúng tôi giúp. Thanh Trúc xin phép được tạm ngừng cái chương trình ở đây và sẽ trở lại
với quý vị trong chương trình tới để mà nói rõ hơn về tình trạng những người phụ nữ đó. Thính Trúc xin cảm ơn cô Jackie Bông. VIA Hội Người Việt cùng với các tổ chức Every Woman's Life, Common, Evan, Fairfax County xin thông báo chương trình chụp quang tuyến vú Mammogram thử nghiệm ung thư cổ tử cung Pap smear hoàn toàn miễn phí cho phụ nữ ở vùng Virginia. Xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-532-3716 hoặc vào trang mạng viahoinguoiviet.org. Tìm hiểu về thông tin và các triệu chứng của bệnh lao để có thể cứu mạng sống của quý vị, bảo vệ những người thân thương và cộng đồng. Các triệu chứng bao gồm ho nặng kéo dài khoảng hơn 2 tuần lễ, ho ra máu, đau ngực, sụt cân, sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Xin đừng chậm trễ, hãy đi khám bác sĩ nếu quý vị có những triệu chứng trên. Bệnh lao có thể chữa khỏi, xét nghiệm rất đơn giản. Bộ Y tế của quận hạt Fairfax cung cấp điều trị miễn phí và giữ kín thông tin chữa trị cho những dân cư sống tại quận hạt Fairfax và Fort George. Để biết thêm chi tiết, xin gọi cho Bộ Y tế tại số điện thoại 703-246-2411 hoặc vào trang web www.fairfaxcounty.gov/hd. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đồn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.